mà cô không tới. Thậm chí có đêm cô lại không tới rồi mà cô còn họ nhớ cho những người cô có mà. Tổ chức người họ cùng một chút như là không có muốn, cô không muốn học, không muốn thấy, có thấy cô là không muốn nói chuyện dài, chỉ có nói một câu là chùa không là gì sai hết, cô cũng không có làm gì sai hết. Tôi nhớ đâu đó, đọc ở đâu đó là, hay là nghe đâu đó là các vị nói là cảm ơn là gia đình ông Michael Đào hoặc là gia đình bác sĩ Michael Đào hoặc là gia đình ông Khanh đã mua vì như vậy thì chưa có bị mất chuồng vân vân đó. Nhưng mà bà Tiffany là chính là vợ của ông Khanh, là người mua cái chỗ đó thì bà nằm ở trong cái đơn vị kiện của quý vị. Cái điều đó là có bị hối lỗi không ạ? Bên bà đến 12 thôi. Nhưng mà hồi nãy vậy cho nó có xuống được người ta, ta có làm gì sáng đó. Dạ. Dạ, như vậy thì vẫn quay lại ban điều hành chùa có, như vậy thì hội đồng quản trị chùa có mà. Tôi nghĩ là hội đồng quản trị không có, ban điều hành thì không có. Không có, có nghĩa là gì không có? Lý do là thứ nhất, cái ban đồng hệ của cơ vị chiếc đã bị thay thế rồi. Dạ, cái ban điều hành mới có người thiếu đã đuổi rồi, đuổi hết hai người. Một người đi về Việt Nam cũng chưa đuổi được, tại ở Việt Nam. Hai người ở bên đây mà thay về lại thôi, thay về lại. Thì cô đuổi hai người đó rồi ra khỏi chùa luôn, không được hơn chùa nữa. Và còn cái ban, thường thường hồi xưa giờ thường hay nói là chúng tôi trong cái ban gọi là giống như ban quản trị, giống như là người mà phao ra những người thành lập công chùa. Tôi và thầy Minh Ký và thầy Minh Sư đã quyết định mọi việc. Bây giờ thầy Minh Sư có hỏi được tại sao tên của thầy có trong đó, thành ra con như thầy không còn ở trong đó. Thì tôi với thầy Minh Ký luôn luôn hợp lại để giải quyết mọi công việc là vấn đề như vậy. Được thì, như vậy là bây giờ chú Lê là người sẽ giải quyết mọi công việc của chùa. Dạ, thì hôm nay chúng tôi xin từ bỏ, không làm mọi khả năng, tôi không làm gì được nữa. Dạ, thầy đó là lý do. Chắc xin hỏi cô Kim Chi, tại vì cái câu trả lời của chú Lê nó rất là lòng vòng, khiến hồi nãy giờ không có ra được cái câu trả lời. Lý do là chú đưa cái tờ giấy của thầy Thích Nguyên Trí, trong này ghi là ngày 27 tháng 2. Cái đó là 1 tháng trước rồi. Dạ đúng rồi, thì chú nói là trong này là giao cái quyền điều hành lại cho chú, mà chú không có muốn nhận gì nữa hết. Bây giờ là tôi cho tới hôm nay, dạ. Từ hôm nay tôi không muốn nhận gì nữa. Cho đến hôm nay tôi không nhận. Tôi không nhận nữa, chứ hồi trước là tôi đã nhận và đã làm. Dạ, chú nhận, nhưng mà hôm 27 tháng 3 hợp thì chú nói tôi không có một giữ một nhiệm vụ gì hết trong chùa. Phải mấy anh đi giữ, anh nghe như vậy không ạ? Hôm bữa 27 tháng 3 khi mà hỏi về vai trò thì chú nói là tôi chỉ là cái người cùng với lại thầy Thế Nguyên Trí là người founder. Dạ, tại vì người ta thấy ở đây ví dụ như nói không có ban quản trị, không có hội đồng quản trị, nhưng mà tại vì trong hai cái đơn kiện mới nhất, trong cái đơn kiện mới nhất của chùa đó thì là chú là người đứng tên, và chú đứng tên trong vai trò là director. Thì đó muốn thấy là nếu mà chú là director thì chú phải là cái người chịu trách nhiệm với việc của chùa. Director tức là người, yeah, những người đã sáng lập. Người luật sư nói là những người founder là những người director của chùa. Nói gì nhưng mà tôi đã làm cái đó có một tuần trước và bây giờ mỗi ngày chúng ta cần phải hai người. Tôi bắt đầu với tôi có ý kiến, tất cả những ý kiến đó đều tốt cả. Tất cả những người trình bày hay là thắc mắc cũng là một cái thiện tâm cả. Nhưng mà tôi thấy cho đến bây giờ nó cứ lòng vòng lòng vòng. Bây giờ cái mục đích hôm nay của ông Tín Lê họ báo là có phải là ba điều. Thứ nhất là không liên hệ gì tới chùa Văn Nhã nữa. Thứ hai là không trách nhiệm gì tới chùa Văn Nhã nữa. Thứ ba không có quyền hành gì đối với chùa Văn Nhã nữa. Có đúng như vậy không? Dạ đúng như vậy. Rồi tôi sẽ theo dõi những công việc hàng ngày. Nếu sức khỏe tôi tốt, tôi sẽ tiếp tục với anh em làm thế nào để giữ lại được. Vậy bây giờ thì coi như là cái mức đầu mối gần như đầu mối sau cùng của truyền thông hoặc là mọi người là ông. Bây giờ ông từ nhiệm luôn, là coi như là cái vụ chưa bắt nhã, chúng tôi phải đi tìm ai nữa. Thầy có chiều xuống chậu thầy thì làm sao mà ông ra mình gỡ được cái mối á? Như vậy là vấn đề là ông từ bỏ nghĩ cái công việc này là ông không có cách nào giải quyết được, thì sao? Cái sức khỏe ông không cho phép.
quá sức khỏe là ông không có được giải quyết được. Tôi bệnh quá bên cạnh cái bệnh của tôi, có những cái mà thầy cũng thay đổi ý kiến, ví dụ nó là làm việc rất nhiều bệnh. Nhưng mà thí dụ như cô Kim Chi là một Phật tử của chùa, và trong cái việc mà cô làm những cái công việc từ lúc mà cô biết cái chùa bị bán vân vân, thì cô vẫn có đầy đủ cái quyền của những người Phật tử, bởi vì chùa đó là chùa của chung, chùa hội, thì cô vẫn có thể cùng với mọi người để mà đứng ra đi kiện những vụ này, thì cô vẫn có thể làm được, đúng không ạ? Chứ đâu cần phải đến chùa lễ. Đúng. Đúng, thì đã nói là chùa hội, ngay cả chính bản thân con cô cũng nói là đây là chùa hội, mà là cái nào cũng lại chỉ trông chờ vào làm cái quy trí, đúng không? Thì cái điều đó nó không có đúng. Tôi xin lỗi, tôi tiếp ý được không? Thật sự phải nói ở đây là theo thể như tôi, không có nào đúng, có nào sai cả. Khi quyết định người này đúng, cứ kết người sẽ sai. Tôi thể nghĩ là có thể nó cái chủ quan. Tại vì vấn đề là nó có nhiều uẩn khúc lắm. Mình không thể kết luận người nào đúng, người nào sai cả. Chỉ có người trong cuộc người ta cái vấn đề. Vấn đề hôm nay phải chủ tâm. Chính mà vấn đề hôm nay là ông Huỳnh Tiến Lê, ông tuyên bố 3 điều. Thứ nhất là không liên quan được đến chùa Bạt Nha, đúng không ạ? Thứ hai là không có trách nhiệm gì đối với chùa Bạt Nha, đúng không ạ? Thứ ba là không có quyền hành gì đối với chùa Bạt Nha. Ai muốn thắc mắc thì chùa Bạt Nha, đến chùa Bạt Nha, đúng không ạ? Nhưng mà thế thì cái đơn kiện, thưa quý vị, cái đơn kiện đúng tên là chùa Bát Nhã Meditation Institute, thế thì ai là cái người đứng đằng sau cái việc này? Đề nghị là chùa Bát Nhã sẽ hợp lại để cứu một người tiếp tục. Không, cái người mà nộp đơn này phải có người chứ ạ? Dạ, có người đã đăng ký là ông nộp, và bây giờ thì ông cũng đã coi như ngừng sau khi ông nộp đơn này là ông thôi rồi. Đăng ký từ thứ 6 tuần trước đã xong hết rồi. Vâng, kính thưa Hòa Thượng, kính thưa ông Huỳnh Tân Lê với cô đại diện cho một hình người Phật tử của chùa Bát Nhã. Hôm nay chúng tôi muốn quý vị cho tất cả những đồng hương ở đây, cũng giống như những người quan tâm đến chùa Bát Nhã, biết việc tất cả những sự kiện đã đang và sẽ xảy đến chùa Bát Nhã. Ông Huỳnh Tân Lê hôm nay ông có thể cho chúng tôi mọi người biết một cách rất ngắn gọn. Ông từ chức, không tham gia hoạt động về tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề chùa Bát Nhã, có phải vì lý do sức khỏe của ông hay không? Yes or no? Dạ, cứ ngồi trên đây. Như vậy thì ngày 6 tháng 4 này đó là ai sẽ đại diện chùa đi ra giữ cái phiên tòa mà chụp xuất ạ? Luật sư tôi không biết nữa. Thì có thể mời luật sư và lời cuối cùng chúng tôi muốn nói là yêu cầu tất cả những Phật tử chùa Bát Nhã, những người có lòng với chùa Bát Nhã, những người có quan tâm đến chùa Bát Nhã sẽ tổ chức một buổi họp chiều nay hoặc là ngày mai để đề cử một hai người đại diện cho mình tiếp tục cả ngày nếu bạn muốn giữ chùa. Đó là cái mà lời của tôi muốn như vậy. Và dĩ nhiên tôi, cá nhân tôi trong lúc bình loạn tôi vẫn theo dõi, và sau này nếu tôi khỏe tôi sẽ động tác. Dạ, đã mở là trong cái ngày 27 tháng 3 chúng ta cho này, và ông nói ngày càng một cắm sẵn mỗi giá, ông sẽ làm cái nào đó đấu tranh tới cùng để mà hiểu là chùa Bát Nhã, cho dù thầy Nguyễn Ký có không chịu thư thư vị chiếu luôn, ông cũng sẽ làm điều đó, em cũng đang thông điều này ở đây. Tuy nhiên thì ngày hôm nay là ông nói rằng ông sẽ ngừng mọi thứ. Như vậy thì ngay cái ngày 27 tháng 3 nói rằng là với tư cách của người founder và ông có cái stand để mà ông đứng, ông kiện lại thư vị chiếu. Và bây giờ thì ông kêu gọi những người Phật tử, thì đối với những người Phật tử có nhiều lắm, thì ai là người có cái stand để có thể đứng ở trong á? Tôi hết khỏe rồi. Tôi sẵn sàng là tới bây giờ tôi nói là nếu tôi khỏe tôi cũng sẽ tiếp tục. Do đó tôi đã làm những đơn kiện tiếp theo. Tiếp theo cũng được bắt đầu cái đơn. Đối với đơn cái mà anh Vũ không làm mấy việc như vậy, thì những người đó là cái mà nói là sau này. Trước đây mình đã làm rồi, nhưng mà họ đề nghị mình kiếm những cơ quan này cũng đúng, thì luật sư đã làm lại. Nhưng mà về vấn đề pháp lý thì những người đó theo như người đó thì những người đó với điều kiện như thế nào mới pro được cái vai trò những ông ạ? Tùy buổi họp, chắc buổi họp họ buổi họp có thể buổi họp, và đây là những người phật tử của chùa Bát Nhã đứng lên có quyền làm chứ. Xin hỏi là trước khi mà ông quyết định là rời cái vai trò này vì sức khỏe hay là gì đó,
ông có đã có thực sự có trao đổi với lại những người Phật tử khác để tối thiểu là giao lại cái vai trò chuyển tiếp đó cho họ hay không? Mà hay là bây giờ ông ngưng một cái rồi bây giờ ai sẽ là người đứng ra? À, xin phép ông Quỳnh Tấn Lê có thể làm rõ thêm cái tin tiết này đó, là cuộc họp đó là họp ban quản trị hay là họp các cái member của chùa Bát Nhã? Và hồi trước tới giờ thì chùa Bát Nhã có những cái đại hội gọi là đại hội của các cái cổ đông hay là những cái member hay không? Và như vậy thì bây giờ tiến hành là tiến hành như thế nào, có thể nói rõ hơn một chút ạ? Ông cứ ngồi xuống ạ. Ông cứ ngồi xuống cho nó khỏe. Ở đây thì câu hỏi đó. Anh hỏi đi. Vâng, thì đang hỏi cái câu đó, thưa ông có thể làm rõ thêm. Vâng. Bởi vì được biết rằng chùa Bát Nhã cái quyền tối thượng đó là do ban quản trị và trực tiếp cá nhân đó là ông thầy Thích Nguyên Trí. Và đến ngày hôm nay thì cái ban quản trị có triệu tập cuộc họp hay không, hay là có triệu tập những cái người mà có đóng góp cho chùa Bát Nhã với cái định nghĩa của luật pháp Hoa Kỳ là một cái member đó, thì có khi họ đại diện cho một số thì có thể là triệu tập được và để mà đứng đơn kiện mới gọi là hợp pháp với Hoa Kỳ. Chứ bây giờ mà những người bá vơ ở bên ngoài họ tự nhận họ là, hoặc là một cái người mà không rõ ràng, không liên quan tới cái nguồn gốc của chùa Bát Nhã, thì điều đó thì nhận vơ là Phật tử thì nó sẽ rất là xúc phạm đối với Phật giáo, thưa ông. Vâng. Vấn đề bây giờ đó, tôi biết anh không đâu, nhưng mà không có ban quản trị, không có ban và ban điều hành mới, cô về chiếu dẹp luôn rồi, cô về chiếu dẹp rồi. Còn đó là hành cũ tiếng cô về chiếu cũng giải hiện rồi, cô ra là không còn gì. Vâng, xin hỏi là cái vấn đề này tôi nghĩ rất là nhiều người quan tâm về cái vấn đề cho cốt đó. Trong những lần trước tôi tới thì chính cái người mà lo cái chuyện mà dọn dẹp họ nói không có cái gì phải lo cả, và nhiều Phật tử khác quỳ vạc. Nhưng mà những cái thông tin mà hai vị đưa ra ngày hôm nay đây có lẽ là phải là lo. Cho nên hai vị nếu có cái lời khuyên nào đối với những người có gia đình mà có cái cho cốt đó, thì quý vị nên khuyên họ là như thế nào? Cứ tiếp tục để như vậy hay là nên chuẩn bị mang về đỡ nơi khác là vừa? Thì quý vị xin nói một cách rất là hết sức là thật lòng với họ. Thật sự bây giờ tôi nghĩ rằng là cũng chưa đến lúc mà phải lo, là vì chưa thể chị Ngọc Lan có một cái nhận thức và một lần nói là khi ông chủ mới ông cho ông làm đây có 67 đô la hay nữa, thì quá rẻ thì chùa ở tiền tục nó đúng thôi. Dạ, cái đó là ở trong cái đơn nợ của bên mà mua chùa đó, thì họ đề nghị là bên này phải ghi ra sau 90 ngày, thì cái thời điểm 90 ngày là 3 ngày đối với cô hộ chiếu và 90 ngày đối với những người còn lại. Thì nếu như không ra thì họ đề nghị là cái tiền phạt sẽ là 66 đồng mấy chục sen đó. Thì thật sự đọc cái đó Ngọc Lan cũng ngạc nhiên là không biết có đưa ra cái rate lộn không, hay là đến khi tới thời điểm 90 ngày thì bây giờ vẫn đang chờ đến 16 tay thì họ có một cái thay đổi gì không về cái chuyện đó. Ngọc Lan chưa biết, tại vì chú Lê thì nói là chú ký mấy cái đơn này, bây giờ chú nói được 16 tây tháng 4 tới đây là cái phiên tòa mà xử về cái chuyện mà trục xuất ra, nhưng mà không biết là ai đại diện của bên chùa sẽ đi dự cái phiên tòa này.
Rồi ví dụ như bây giờ trong thời gian mà chưa có ra đó, là cái tiền đó phải trả đó, tính từ ngày 12 tháng 1, thì cái tiền đó ai trả? Bây giờ cái tiền của chùa chi phí bình thường là ai chi phí, vân vân, nó rất nhiều cái. Cho nên chị có nói ai là người chủ tại chùa, bây giờ tôi trả lời là con người thiếu hay là một cái nguyên chuyện không biết, tức là những người đó họ sẽ trả tiền. Vâng, thưa ông, chúng tôi muốn hỏi thêm đó là hồi nãy ông có nói là để những người giống như anh Hiệp hay những người mà đóng những cái tịnh tài rất là lớn cho chùa đó thì có cái tư cách để mà gom lại. Mà thật ra thì những người đó họ cúng dường hay là họ muốn xây dựng tôn tạo nên một cái cơ sở Phật tử thì họ chỉ biết đóng tiền thôi. Còn họ tin tưởng là những cái lời kêu gọi của Thầy Thích Văn Trí hoặc là trước đây là ông hay là nguyên một cái ekip mà người ta thấy tạo dựng từ một cái chùa từ ở bên đường West rồi sau đó qua Sullivan rồi đến cái chùa rất là khang trang như hiện nay. Thì cái việc mà họ tin tưởng, họ giao, họ không có cái khả năng để quản lý, theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Không có khả năng điều hành. Nếu mà điều hành người ta đã lập ra một cái tự viện riêng rồi. Cho nên là bây giờ nếu mình show sắp lại cho những Phật tử, những người mặc dù có đóng góp hàng trăm ngàn đi nữa thì lấy cái cơ sở nào để mà tin tưởng được rằng những người đó có thể điều hành tốt hoặc là giành lấy những cái quyền lợi trong những cái đơn kiện tới đây hả, thưa hai vị vị ạ? Vâng, ông nói vậy là điều rất là đáng mừng, nhưng mà ông nói là rất là rành về chùa Bát Nhã, và sau khi ông từ chức rồi đó thì ông đã có giới thiệu cho những cái Phật tử nào khác để mà kế nhiệm ông hoặc là thực hiện theo những cái nguyện vọng mà ông đang đi mà gian dở rồi không, thưa ông? Ông có thể là nói là đó là ai không? Và ông có giới thiệu là những người nào không? Ít nhất là mấy người thưa ông? Và một cái câu hỏi cuối là đối với cái trách nhiệm đó, trong cái phần này khi mà mình đứng ra để mà kêu gọi người ta đóng góp chùa rồi xây dựng các thứ thì có sự có mặt của tất cả, và đến bây giờ thì trước một cái bão giông rất là kinh khủng và trước một cái sự mất mát cái chùa mà chưa có bao giờ xảy ra trong thực tế, thì mình lại né tránh hoặc là mình lại không có rõ ràng là kê tím được người tế nhiệm, thì ông có thể nói một chút về cái trách nhiệm của mình ạ? Vậy trong những ngày tới thì ai sẽ là người để mà có thể liên lạc được đối với chùa chị Kim Chi, hay là sẽ có một cái lấy xuống đất luôn đi. Vâng, xin hỏi chị Kim Chi đó, thì bây giờ là ở chùa đang có bao nhiêu cái đơn kiện ạ? Và cái chủ động từ ở chùa ra là bao nhiêu, và đang đối phó với cái đơn kiện nào khác từ bên ngoài vào không ạ? Có đó chị có nắm không? Tôi cũng chỉ là một người đứng ở bên ngoài này, thì các quý vị
đen để mà tìm được chủ đề cho như thế nào và trình bày cho mọi người biết từ cái góc cạnh đó mà thôi. Còn mà ra tất cả những cái dự đoán hay những cái tin đoán conspiracy theory này kia thì đó là cái quyền của tất cả mọi người, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi cố gắng không có can thiệp vào vấn đề đó. Cái mục đích của cá nhân tôi là tìm hiểu cái sự việc về vấn đề pháp lý nó xảy ra như thế nào và làm thế nào để mà bảo vệ cái tài sản của mình. Tôi không có bảo vệ bất cứ một thành viên nào, đó không phải là mục đích của tôi, một thành viên nào của Bác Nhã Medicine Institute, kể cả đối với ông Nguyễn Đức Lê cũng như là Thượng Nguyễn Chí và tất cả những thành viên khác. Mà mục đích cuối cùng của tôi là làm thế nào để có được sự công bằng và giữ lại cái tài sản của ngôi chùa, bởi vì đó là sự đóng góp của rất nhiều người. Thì đó là mục đích của tôi. Thì trong quá trình vừa qua thì theo như tôi tìm hiểu được, qua những cái gì mà chúng tôi có thể thấy được ở trên public information, tức là những cái giấy tờ hồ sơ ngoài tòa, thì chúng tôi được biết rằng gần đây là nó có đã có tới 2-3 vụ kiện. Vụ kiện thứ nhất là do những hai cô thiếu nữ mà đã kiện ông Minh Chí và chùa Bạch Nhã về cái việc mà vi phạm mà tình dục của với họ. Thì hai người này vào khoảng cuối năm 2023 họ đã bắt đầu họ bổ túc hồ sơ kiện của họ để mà yêu cầu hủy bỏ cái việc sang nhượng tài sản của bà sư cô Bạch Chiếu từ chùa qua cho bà ta, và từ đó bà ta dùng cái tài sản đó để đi thế chấp và mượn nợ không trả nợ để mỗi bà chùa, tài sản của chùa bị phá mạnh. Thì đó là cái một cái việc làm của hai thứ nữ mà chúng ta cũng đã biết rồi. Việc thứ hai là cái việc bên bà Tiffany Phan, Tiffany Phan là cái người mà đã thành công trong cái việc mua đấu giá tài sản với chùa với cái giá 3.6 triệu, thì tất cả quý vị cũng đã biết rồi. Thì bà Tiffany Phan đã chính thức nộp đơn sau trong khoảng đầu tháng 4 vừa rồi để mà xin phép tòa có cái lệnh illegal detainer để mà trục xuất tất cả mọi người ra khỏi chùa. Thì bà đã xin tòa cái lệnh đó và kéo lại trong thời gian sắp đến đây, hình như là ngày 16 cũng phải, thì ở ngoài tòa cũng sẽ có cái vụ kiện sự kiện đó để xem có quyết định như thế nào. Và đồng thời chúng tôi nói chuyện với lại ông Lê và coi giấy tờ kiện tòa, thì biết rằng ông Lê đã nộp hai cái vụ kiện. Thì tất cả những việc này quý vị không cần phải nghe tin lời tôi, bởi vì tất cả việc này là public record, có giấy tờ ở ngoài tòa. Thì vụ kiện thứ nhất là cái việc mà xin tòa stay cái eviction vụ kiện để mà chụp xác hỏi rằng là, thì tôi có coi được một hai trang đầu thôi, tôi không có cái, không phải là luật sư thì tôi không có cái khả năng để mà đi vào hết toàn bộ hồ sơ để mà tôi và không trả tiền. Thì dựa vào một hai trang đầu đó thì cái lập luận của bên ông Lê và luật sư ông Lê nói rằng cái việc sang nhượng tài sản từ chùa về bà Huệ Chiếu là nó không có hợp pháp, không hợp lệ, và nó có một số những cái thủ tục hành chính mà nó không có đúng. Thành thử ra bên ông Lê đã yêu cầu tòa ngưng cái vụ kiện, ngưng cái vụ mà xin eviction đó lại. Việc thứ hai mà họ lập luận luật sư của bên ông Lê đưa ra mà tôi coi được trên tờ giấy đó, thì họ nói rằng là trong thời gian gần sắp đến thì sẽ có bên của ông Lê cũng sẽ khởi đơn kiện những cái người mà có liên quan đến cái việc tài sản của chùa Bát Nhã. Nói nôm na là bà Huệ Chiếu, công ty cho mượn tiền là công ty JL Financing, và thứ ba là bà Tiffany. Thì bên ông Lê cũng khởi kiện ba người đó để mà xin tòa phủ nhận cái việc sang nhượng tài sản. Bởi vì đối với ông Lê thì cái việc bà sư cô Huệ Chiếu sang nhượng tài sản là một cái điều mà không có công bằng đối với lại Phật tử đã đóng góp tiền cho việc xây chùa nhà. Thì đó là ba cái sự việc kiện nó xảy ra. Ông quan tòa quyết định như thế nào thì đó là cái tin nói cuối cùng của quan tòa. Thì tôi nghĩ rằng 1-2 tuần nữa thì chúng ta tất cả mọi người quan sát chờ xem. Tôi không có
phải là luật sư nên tôi không biết được là ông Văn Hòa ông cái phương hướng của ông sẽ xử phán xử như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ còn quá sớm để chúng ta có thể đoán coi ông Văn Hòa sẽ quyết định như thế nào. Riêng cá nhân tôi thì cái mục đích của tôi thì tôi mong muốn rằng cái tài sản của Thiệu Bạc Nhã nó sẽ vẫn được là ngôi chùa, và có thể nó không còn là cái ngôi chùa dưới cái tên Bạc Nhã, cũng có thể là không còn là cái ngôi chùa dưới tên ông Nguyên Chí, và có thể là không có liên quan gì đến tất cả những thành viên trong hội đồng quản trị. Nhưng mà tôi có được một vài người quen thân với tôi, trong đó quý vị cũng đã biết là có bà sư cô Bích Liên, mà đã hai ba lần và gần đây là trong cái ngày gây quỹ ở đại lễ Phật đản vừa rồi, bà ngồi cạnh tôi và ông Michael Đạo, và tôi có được bà ngỏ ý là muốn ông Michael Đạo cho bên cái nhóm của bà một cái cơ hội để mà có thể mua cái ngôi chùa đó và tiếp tục sử dụng ngôi chùa đó như là một cơ sở Phật giáo. Ngoài ra tôi còn có được một vài người bạn nữa, ví dụ như là một số người bạn trong đó có người là chủ nhà hàng Huế Five Star ở trên vùng Monterey Park. Họ và một xóm của họ cũng đang muốn mua lại ngôi chùa đó để giữ làm một ngôi chùa cho người Việt Nam ở đây. Và cái nhóm thứ ba là một thương gia còn trẻ ở hội đồng tư quản trị. Xin phép tôi chưa được ông ta cho phép nói nhắc đến tên ông ta, nhưng mà đây là một người thương gia rất thành công và có rất nhiều tiền ở trong một đầu gương của hội quản trị, và ông ta đã và đang mua một cái miếng đất mấy trăm mẫu ở khu Oceanside để mà làm những cái tu viện cho Phật giáo. Thì ông cũng cho biết rằng ông sẵn sàng bỏ ra số tiền để mà mua cái ngôi chùa đó và tiếp tục giữ đó là ngôi chùa cho Phật giáo. Thì qua những sự việc đó thì tôi cảm thấy yên tâm hơn, và tôi nghĩ rằng chúng ta không đến nỗi mà mất đi ngôi chùa. Thì sự việc cuối cùng quan trọng đối với tôi là cái gì? Tất cả những ai đã làm những cái điều sai thì phải chịu trách nhiệm của luật pháp. Tôi mong rằng bên cảnh sát Santa Ana, bên văn phòng biện lý, họ làm đúng cái trách nhiệm của họ để mà tìm hiểu cho đến nơi đến chốn cái sự việc này nó đã xảy ra như thế nào và tại sao lại có sự việc như thế. Điều thứ hai mà tôi mong muốn thì tôi chưa biết là tôi có tham gia vào trong tình nguyện vô lực để mà vào trong hội đồng quản trị trong tương lai hay không, hay là người ta có mời tôi hay không. Ví dụ như bà sư cô hay là bất cứ người nào mua chùa thì phải có cái sự đồng ý của họ thì mình mới được, họ mời thì mình mới tham gia được. Và tôi chưa biết là nếu được mời tôi có thì giờ để mà tôi tham gia không. Những cái điều mà tôi nghĩ rằng tất cả các ngôi chùa của người Việt chúng ta ở đây phải coi lại cái phương pháp quản trị hành chánh cũng như là tài chánh để tránh những cái sự việc này nó xảy ra trong tương lai. Thì tôi qua cái sự việc này tôi thấy nó có nhiều cái điều mà tôi thấy có lẽ vì mọi người tất cả ai cũng làm với cách thiện nguyện không lương, thành thử ra cái việc làm nó không professional, thành thử ra mới đi đến việc vậy. Ở thành phố các Capitro quý vị thấy, hoặc là bất cứ những cái tổ chức khác như là Red Cross, họ có cái ban điều hành và họ có hội đồng quản trị. Ban điều hành họ có cái trách nhiệm, xin anh còn nhắn thêm một xíu là họ phải báo cáo hàng trăm cá nguyệt cho hội đồng quản trị. Còn năm nay chúng ta thấy không, những việc làm đó hết sức là lỏng lẻo. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ tất cả các ngôi chùa phải coi lại để mà có cái sự cải thiện hơn trong vấn đề điều hành ngôi chùa. Thưa quý vị, Ngọc Lan xin có câu hỏi, đó là cái chuyện mà chùa Bát Nhã đó, mà tất nhiên ở trong bản thân Ngọc Lan nghĩ 100% sẽ không bao giờ cái tên mà chùa Bát Nhã mất, nó sẽ còn đó, mà cái này của cái khác hoặc là chị mấy ở chùa hoặc là người khác mua ở chùa nó sẽ không có biến gì đâu hết, đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên cái chuyện mà nói rằng là bây giờ cái chùa bị người bán rồi, bây giờ những người mà đứng ra trách nhiệm để mà đi đòi lại cái chùa, nộp đơn kiện, đã nộp đơn kiện thì phải có người đại diện của chùa để theo dõi đơn kiện này. Thì chú Huỳnh Tích Lê là người nộp đơn kiện và chú nói bây giờ chú mệt rồi chú rút lui. Như vậy thì chú rút lui, như vậy thì ai sẽ là người làm việc với luật sư để mà theo dõi cái vụ này, ai sẽ là người trả tiền? Từ hôm trước đến bây giờ thì cô Kim Chi và anh Pháp Bùi là cái người ngồi cùng. Ví dụ như bây giờ mọi người đang xem chương trình nhìn hai
cô với lại anh ngồi ở đây thì tự nhiên họ xưng hai người này sẽ là đại diện cho chùa đúng không? Tại sao như vậy thì cô Kim Chi hay là Pháp Bùa có phải là sẽ người sẽ tiếp tục theo dõi vụ kiện này, làm việc với luật sư và sẽ trả lời cho Phật tử rằng là cái tiến trình chùa đã chuyển đến đâu rồi, hôm nay chúng tôi giải quyết trên nhà thì có phải là hai người hay là... Xin cảm ơn chị và câu hỏi hết sức là tuyệt vời và hết sức là cần thiết để chúng tôi giải thích cho nó rõ. Cho đến ngày hôm nay cũng như là những ngày qua, chúng tôi chưa bao giờ có được cái ủy thác từ bất cứ ai để mà đại diện cho chùa Bát Nhã Medicine Institute. Kể cả đối với ông Huỳnh Tấn Lê, chúng tôi cũng không có phát danh đó. Chúng tôi chỉ là những người đứng bên ngoài cuộc và theo dõi công việc và thúc đẩy mọi người ở trong chùa là phải có cái sự việc mà đưa cái việc này ra ánh sáng và làm sao đưa lại với chùa. Thì cho đến ngày hôm nay, chúng tôi không hề có một cái pháp danh gì hay là cái chính danh gì để mà đại diện cho Bát Nhã Medicine Institute. Chúng tôi không có quyền ký bất cứ cái tờ gì đối với luật sư cũng như là đại diện cho chùa. Và chúng tôi cũng không phải là thành viên của hội đồng quản trị hay là những người cố vấn của hội đồng quản trị chùa Bát Nhã. Thành ra vì thế, như chúng tôi đã nói, tôi vẫn thì vẫn là người ở ngoại cuộc. Trong tương lai như thế nào thì chúng tôi không biết, là bởi vì chúng tôi không có cái phát danh gì cả. Cho đến khi nào mà chùa Bát Nhã, những thành viên của chùa Bát Nhã và tôi có cơ hội, tôi đã đọc được cái nội quy của chùa. Nội quy của chùa nói rất rõ là những thành viên của chùa Bát Nhã mới có quyền bầu ra ai là hội đồng quản trị, mới có quyền bầu ra ai là thành viên của hội đồng điều hành, tức là người CEO, người tổng thư ký và người thủ quỹ. Cái việc đó tôi không biết là có xảy ra hay chưa xảy ra, bởi vì tôi chưa bao giờ được mời đi dự những cái phiên họp như thế. Đã nói cho quý vị hiểu rõ là quý vị thấy rằng đối với chúng tôi cũng là chỉ có hơn một vài người khác một chút xíu xíu thôi là có thể nói chuyện được với ông mình ở đây, và ông có thể chia sẻ một số thông tin. Tôi có thể tôi lên tìm hiểu như quý vị, như là bên Đài Video Sài Gòn TV đã lên trên những cái giấy tờ của tòa để tìm hiểu sự việc nó như thế nào, và hầu là đưa ra một cái hình cho nó rõ ràng hơn. Thì cái điều mà chúng tôi quan tâm nhất, tôi có dịp tôi xin ông Huỳnh Tấn Lê cho cái số phone của luật sư của ông. Tôi biết ông luật sư là gì, bởi vì tôi coi giấy tờ trên tòa, thì tôi xin số phone của ông luật sư của Huỳnh Tấn Lê. Ông này tên là Kai Tăng. Tất cả những information này tôi có thể nói được, bởi vì nó đã là public information. Giấy tờ trên tòa cho thấy rõ sự việc đó, chứ không phải là tôi nói một cách mà không có cái sự đồng ý. Thì tôi có nói chuyện với lại ông Kai Tăng buổi trưa hôm qua. Tôi rất lo lắng khi mà tôi nghe tin rằng là ngày hôm nay có buổi họp báo và ông Huỳnh Tấn Lê vì sức khỏe sẽ không có thể làm mà tiếp tục gánh vác công việc. Tôi hỏi ông là nếu như vậy thì trong ba cái vụ kiện đó thì nó sẽ ra sao? Thì ông luật sư nói rằng là tôi đã nói chuyện với lại bên ông Lê và cho biết rằng chùa Bát Nhã phải có một cái, nếu chưa có thì phải có một cái buổi họp của các thành viên của chùa, chứ không phải là Phật tử nhé. Phật tử chưa chắc đã là thành viên của chùa Bát Nhã. Phải có một cái buổi họp chính thức của các thành viên của chùa Bát Nhã để bầu ra một ban đại diện. Và ông ta muốn rằng nếu ông ta vẫn là luật sư đại diện cho Huỳnh Tấn Lê hay cho chùa đó, thì phải có mặt hai vị luật sư. Vị luật sư nhất là vị luật sư đại diện cho ông Nguyên Chí, biện hộ cho Nguyên Chí qua những vụ kiện vừa qua. Và thứ hai là ông Cai Tăng, là cái ông mà đã được cái sự ủy thác của ông Huỳnh Tấn Lê. Phải có mặt hai vị này để xác nhận rằng là cái hội đồng quản trị và điều hành của chùa Bát Nhã là những cái người có được cái ủy quyền và có cái tính danh và các cái quyền để mà đại diện và quyết định những sự việc gì cho chùa. Cá nhân bà Kim Chi cũng như cá nhân tôi không có quyền đại diện và không có quyền đưa ra bất cứ một quyết định gì, bởi vì tôi không phải là thành viên của chùa Bát Nhã mà cũng không phải trong hội đồng quản trị cũng như trong hội đồng điều hành. Theo tôi xin có ý kiến là cái mục đích của họp báo hôm nay là anh Huỳnh Tấn Lê công cuộc họp báo này là để nói là anh không có tiếp tục
công việc của chùa Hoàng Nhãn nữa. Tuyên bố cho tất cả các cơ quan truyền thông báo chí biết cái việc xuất bản của bạn không đi nữa. Thành tôi nghĩ cuộc họp báo tới đây là chấm dứt. Tôi cảm ơn anh, nhưng mà phải để cho câu trả lời cho rõ ràng để đồng hương hiểu rõ rằng là tôi không có liên quan gì đến chùa Bát Nhã và Lưu Hồng Tĩnh Lê, và tôi không có. Tôi đề nghị tiếp tục họp báo ạ. Vâng. Tại vì có nhiều cái thông tin quan trọng vì chúng tôi không muốn bị mang cái tiếng và bị hiểu lầm là chúng tôi là những người đại diện cho chùa Bát Nhã hoặc là cho bất cứ vị nào, kể cả Lưu Hồng Tĩnh Lê. Ông có nói rằng là thành viên thì mới được bầu. Thế thì ông giải thích cái thành viên của chùa Bát Nhã thì nó xác định như thế nào? Những người đó thật sự có ghi danh? Cái điều đó tôi nghĩ rằng là ông nên hỏi chùa Bát Nhã, vì tôi chỉ đọc cái nội quy của chùa, cái bài lo của chùa, và có thể tôi hiểu không chính xác. Thành ra tôi không phải, thứ hai là tôi không phải cái người mà đại diện cho chùa, thì tôi không thể nào trả lời những câu hỏi đó của ông được. Không, theo bài lo thì chúng tôi không lầm là chỉ những người mà đóng góp trên 25 Mỹ Kim là cũng có thể là trở thành một member, thưa ông. Còn vấn đề là các anh họp như thế nào và bao nhiêu phần? Cái việc nó không phải là trách nhiệm của chúng tôi, và chúng tôi cũng không có cái quyền hành gì để mà có thể trả lời hay xác nhận. Vâng, thì liên quan đến vấn đề này, chúng tôi thấy rằng ở chùa Bát Nhã có hình như là Phật tử khác nhau đó. Thí dụ như vừa rồi thì sư cô Vích Huệ Chiếu được nhận một cái văn bản từ ở phía bên ông thầy Thích Nguyên Trí. Vâng, anh Nguyên Trí xin phép là từ cách nhau của anh, bởi vì tất cả mọi sinh hoạt ở ngoài chùa chúng tôi thường ngày không thể đến và không thể biết gì cả. Vâng, câu hỏi này tôi dành cho cô Kim Chi ạ. Thì cô Kim Chi có thấy rằng ở trong chùa đang có hai cái hệ Phật tử khác nhau không? Bởi vì vừa rồi tuần trước chúng tôi có đến và hỏi một vài các Phật tử, thậm chí là những người làm công quả cho cái khu vực mà gọi là bán thức ăn đó. Thì họ nói rằng là những cái truyền thông hôm rồi thì nói là bậy bạ thôi. Nói tào lao hoặc là không có đúng gì hết, sư cô Huệ Chiếu mới là đúng. Và sư cô Huệ Chiếu nói không có mất chùa. Quý vị nói là cưỡng chế, có bao giờ cưỡng chế đâu. Quý vị nói rằng sẽ coi như là đuổi nhà, tới bây giờ chưa chuỗi. Thì như vậy thì một cái hệ... có một nhóm Phật tử là suy nghĩ theo cái kiểu như vậy, còn một nhóm Phật tử thì bây giờ muốn thành lập để mà xây dựng một cái đại hội cổ đông hay là cái vấn đề giống như là những cái member đó, thì làm sao mà để điều hòa được, thưa chị ạ? Trước khi cô Kim Chi trả lời thì tôi đã khẳng định rõ và tôi cảm ơn cô đã hỏi câu hỏi chính xác và chọn câu hỏi khẳng định cái vị trí của tôi đối với chùa Bát Nhã thế nào. Thì tôi hy vọng rằng là quý vị đã hiểu rõ là tôi cũng như quý vị là chính khốn có những sự việc sáng tỏ và giữ lại một ngôi chùa cho tất cả mọi người chúng ta. Và đến đây thì cái phần của tôi đã chấm dứt. Ngoài những chuyện khác là tôi biết có những điều có thể chia sẻ được. Không, anh có thể, anh đang đứng đó thì anh có thể chia sẻ cái phần của anh luôn. Là bởi vì vừa rồi thì ông Quỳnh Tấn Lê có nói rằng là chúng tôi có giới thiệu những người nào khác đó, trong đó có ông Bùi Phát, để vào gọi là những cái người mà tiếp nối và tiếp tục mà điều hành hay là đang đeo đuổi. Thứ nhất là chúng tôi không có làm việc khác với vấn đề. Nếu cái việc ông Quỳnh Tấn Lê, chúng tôi cảm ơn ông đã có cái suy nghĩ tốt và tin tưởng của tôi, nhưng mà ông Huỳnh Tấn Lê cũng chỉ là một cá nhân, cho đến khi nào mà có cái sự đề cử hay là yêu cầu của hội đồng quản trị mới thì lúc đó chúng tôi mới cân nhắc. Còn hiện giờ chưa có cái chuyện gì cả, không có lý do gì mà chúng tôi phải trả lời là yes hay no. Vậy giữa anh và ông Huỳnh Tấn Lê đang có sự khác biệt ạ? Không phải, không phải. Ông Huỳnh tôi là không có cái sự khác biệt hay no không thì có Huỳnh Tấn Lê cả. Ông Huỳnh Tấn Lê có cái nhà ý là muốn tôi là cái người trong tương lai, người trẻ có thể có cái khả năng có thể thì ông đưa ra cái điều kiện đó. Thì khi nào mà chùa cũng như là hội đồng quản trị có cái yêu cầu đó thì lúc đó tôi sẽ quyết định ngay. Đứng đàng vậy thôi nhé. Vâng, xin mời chị Kim Chi. Bây giờ chắc tôi thấy cái buổi họp báo này nó là một trong cái sự kiện quan trọng về vấn đề chùa Bát Nhã. Bây giờ cái vị cho phép chúng tôi họp câu rất ngắn, tại vì tôi dễ nghĩ rằng là cái bởi giống như của ông Lý Tấn Lê. Thưa ông, một lần nữa ông cho chúng tôi biết rằng là lý do gì có thể không là... thể được cái vai trò đã là giúp cho các quan tôi đã thấy cái điều đó của họp báo là có người cũng họp báo không còn ai nữa. Lý do gì tiếp tục công việc này? Chị Kim Chi, cái phần mà tiền mà của phía bên bán đó, nó chuyển về cho bên cái trustee đó, thì cái phần đó nó đã chuyển về cho ai rồi, chị có biết không? Hả, chị Kim Chi, chị có biết không? Cái phần tiền đó. Người ta thì nói là tiền, bảo là tiền của cái hội đồng
Bây giờ ông thầy Nguyễn Chí dường như là không còn cái quyền để mà cho làm cái không có. Là sẽ phải sâu qua hình chiếu. Nhưng mà hôm rồi thì có thông tin đó chị, là họ nói rằng cái tài khoản của sư cô Huệ Chiếu sẵn sàng đưa ra cho mọi người xem, thì có làm điều đó không? Bây giờ thì cô Kim Chi có thể nói là bước kế tiếp thì sẽ làm cái gì trong một vài tuần tới hay là một vài ngày tới ạ? Hồi nãy thì thầy ông Quỳnh Lê có nói rằng là sẽ họp một cái đại hội đồng gì đó, hay là vấn đề là những cái người member đó? Đúng rồi, và phải hợp pháp nữa. Có không, có ai là membership có đóng tiền không chị? Bây giờ ai là sẽ là người có quyền bầu ai? Chủng chùa thì bây giờ một người bị trục xuất, một người thì lại và chị rõ ràng là không có gắn mắt đầu phải không chị? Đúng tình trạng đó không ạ? Dạ. Cảm ơn. Mà hai người đó thì không còn quyền hạn gì nữa, những cái họ có những con ông em nó sức khỏe nó có được còn cái họ được sức khỏe là làm được nữa. Cảm ơn. Các Phật tử nên bây giờ nên ngồi lại với nhau phải không? Nhưng mà chị làm cách nào để mà chị triệu tập được cái hội đồng Phật tử đó, có thể triệu tập được ạ? Ông Quỳnh Tấn Lê thì nói là không có sức khỏe, chị là không có thời giờ, vậy thì trách nhiệm của chùa Bát Nhã đi đâu thưa chị? Giờ không có ai hết, đang rắn bắt đầu mà. Coi như bây giờ là bỏ trôi luôn. Vậy là bỏ trôi luôn vụ kiện thưa chị. Vụ kiện cũng sẽ không có người đại diện. Chị sẽ khi nào mới bàn lại? Bàn mà lại là ai bàn chứ? Không bàn. Đây là một điều rất là... rất là buồn, nhưng mà coi... đến thời điểm này thì chị đánh giá là con chùa bao nhiêu phần trăm đã bị mất rồi? Cái khả năng đòi lại đó. Vâng, đây là... xin lỗi chút xíu nha. Cái này là một cái duyên. Cái này là một cái mình là trong cái nghề 38 năm rồi. Xin lỗi ông, tên gì ông có thể nói giới thiệu chút ạ? Anh làm gì để ốc hả? Anh làm gì để ăn xin. Vâng. Thành ra tất cả những cái transition ở đây đó có chia sẻ với anh vừa ngay từ lúc đầu là những cái trái tim nó đang vui món hiện tại bây giờ đó đây là chùa sẽ lấy lại có câu chuyện là điều này ở các đúng nghĩa free không có đồng nào hết. Điều thứ nhất ở chùa Bát Nhã đây là cái fortune transfer ownership giữa thầy qua cô Huệ Chiếu của cô Huệ Chiếu đó là transfer qua cô đó. Yeah. Qua một cái grand deed, yeah. Grand deed đó là illegal. Yeah. Tại vì đó cái document của cái grand deed đó, nó là ngày 16 tháng 6. Tháng 6 là cô transfer từ người, từ Bạc Ngà qua cô. Nhưng người mà nuôi bút tích là người mẹ. Và cái document đó, nó đã là invalid. Khi nó đi về qua trên cao rồi. Mà trên cao tia á, họ không care là họ muốn cho tên con chó, con mèo gì vô cái đít, họ không care. Yeah. Họ chỉ care là đóng tiền vô đặt chết. Thì cái đó là nó invalid, document record cao đi. Yeah. Thì bây giờ cái lỗi của cái tuổi lender là nó financing cho cái cổ phiếu mà nó không có verify cái document đó là invalid. Yeah. Cái thứ hai là tuổi title company á, nó đứng ra secure cái title đó, nó không verify cái document đó, đó là lỗi của nó. Thì bây giờ đó, cái chuyện của chùa là gì biết không? Nhờ luật sư sue again tất cả những party đó, block hết, yeah. Eviction, unlawful intended out, yeah. Block lại hết trước, rồi bắt đầu go back lại. Cái đầu tiên là cái document transfer đó hoàn toàn là invalid. Thì nhờ cái đó đó, thì cái chuyện bà Huệ Chiếu đó đi mượn số tiền của chị Huệ đó là cái đó là lỗi của lender. Lender đó kêu là how many lender chị nói đó. Từ đó đó nó cho vay 10, 1.75 là đúng. Người nào nói sai người đó không được biết trong ngành financing. Bởi vì commercial non-conforming use á, hai cái luật khác nhau với nhà. Mà cái đó là một người
cầm thế chất tài sản, không vô điều kiện, không có income, không chứng minh một gì hết, mà nó cho vay đấy, đó là cái risk của họ. Mà họ cho vay cái thứ hai, cloudy title. Cái thứ hai đó là tụi title đó, là cái người ở bên đó, là cái người mua mới đó, sẽ xung với chủ xuất sale bán foreclosure. Nhớ cái nhà này á, cái chùa này không phải là bán qua sang tay, mà mua dùng cái nốt nợ của cái người đó đi mượn nợ thôi. Thành ra cái chính đó đấy là không phải họ đi mua trust itself. Thì có một cái điều như vậy nè, rất là lạ lắm, tại mình là trong nghề này lâu, mình dạy người ta trong nghề này mấy chục năm này rồi, mình educate, mình coi bất cứ đất của bên nào mình sẽ nói exactly những gì nó sẽ xảy ra. Bà Huệ Chiếu đi mượn cái loan, tháng đầu tiên không trả tiền nhà. Đó là cái chuyện này, chuyện rất là nhiều, cái đó là fraud. Fraud là sao em? Mượn tiền xong á, mục đích á, mượn tiền xong á, abandon bỏ đi, không có trả nữa. Tháng thứ nhất, tháng thứ hai, thứ ba, nó sẽ đi record, nó gọi là notice of default. Notice of default, yes. NOD. Yeah, NOD. Sau 3 tháng sau, nó sẽ đi record cái trust itself, cộng thêm 21 ngày. Cái đó là cái thủ tục mà cái người mà chủ nợ, nó dùng cái chủ trustee để mà nó làm cái thủ tục là đi foreclose. Nó không nghĩa là bán. Ra tòa đó, ai luôn biết thì biết. Mà đứng trước cửa tòa chứ bà nó trông tòa nha. Santana. Thì tụi nó có quyền ăn nào bất cứ ai để mà nó lại mua cái bít này. Thì tha hồ ai muốn đến bít phải show cái cash check thì giá là 2 triệu mới được quyền bít. Nếu mà không show cái đó là không bít, thành ra cái đó thì cũng mới được bít thôi. Thì ai là bít cao nhất đấy là cái người đó thắng cái bít đó. Mà cái bít đó nợ thứ nhất đó, thì họ sẽ làm được. Nếu mà thứ hai họ là ôm được nhất thì họ được chủ nhà. Thì anyway, thì họ là người làm owner được cái chủ nhà kể ngày đó. Nhưng mà cái tiền bất chấp đó nha, từ 2 triệu mấy tới đến 3 triệu 6 đó, cái tiền đó đó, cái người là bà hộ chiếu đó, phải làm cái đơn xin cho chủ sách để mà trả cái tiền như phần. Không bao giờ tự động hết. Không bao giờ tự động trả cho bà hộ chiếu. Thành ra những người đây nói về bà hộ chiếu lấy 1 triệu mấy đó, không đúng. Cái điều quan trọng ở đây mình biết cái này đó là cái chùa này mua hồi xưa đó là 4 triệu, down 2 triệu. Sau đó đó, refinance lại, mượn một cái nợ 1.3 triệu. Nhớ nhỉ, mượn một người của ông Trung development đến 1.3 triệu. Nhưng mà đã trả 1 triệu rồi, còn 300. Next step, thì sau khi thời gian mà họ mượn đến 1.3 triệu đó, họ trả payment đó, thì đến lúc họ đi refinance lại, lý 1.7 triệu đó mới lòi ra là cái nợ này đó nó vẫn còn nằm trong cái thay đổi. Mà khi mà người Việt Nam mình ấy, không ai hiểu hết ấy, cứ mang tiền đi trả nợ đó là tiền là xong. No, trả nợ người đó phải ký cái tờ nó gọi là reconvening deed thì mới được quyền record để mà lấy cái nợ đó ra khỏi cái nhà. Thì cái đó mà họ không biết, trả tiền cho ông cái ông Trung này mới là còn lại bao làm bao nhiêu đó mà họ không có đi đòi hỏi cái tờ giấy đó. Có cái reconvening không? Sau khi đó sau khi đó khoảng 20 ngày mình coi cái document đó đó, no, khi họ đi mượn cái nợ chưa vậy mới lòi ra cái nợ kia vẫn còn nằm. Thế nào họ mới chạy tới gặp cái ông Trung điều đó với đưa ông đó ký cái tờ thì không biết đến thì cái tờ đó mới lấy ra thì cái tụi là đời mới nó mới cho bà này mượn chuyện này. Và ngày first day á, first month á, payment á, bà này đã không trả rồi. Đó là lý do tại sao nó có nhiều cái việc trong này. Mà bây giờ đó mình cần biết cái người đằng sau lưng bà sư cô Việt chứ là ai. Mình có nghe mấy rumor trong cái chùa đó, họ có nói đó là một số người bỏ mất qua cái người đó. Vâng, đây là ông Nguyễn Tấn Lạc cho quý vị. Ông tham dự họp báo và ông thấy sao cái cuộc họp báo thì ông nghĩ như thế nào ạ? Tôi thấy là cái vụ Bát Nhã đó giờ nó giống như là một cái hũ mắm mà nó thối khủng khiếp. Từ nay nó gần như là nó được những người trong cuộc cho thấy rõ là như vậy. Bây giờ ai cũng trốn hết rồi. Thấy không? Cái người mà dính dáng nhiều nhất là Huỳnh Tấn Lê và cái dân tư trước. Bây giờ cái chùa Bát Nhã không biết ai là có trách nhiệm và có thẩm quyền. Ra tòa thì là cái làm sao? Bao nhiêu cái vụ kiện là làm sao? Mà những người ở trong cuộc
thì là tự tung tự tác. Mình trông thấy là từ lâu rồi nhưng mà mình không muốn nói, tại vì họ là những người trong cuộc, mình nói ra thì họ sẽ không phải. Cho nên đây là ai là bạn tôi. Nhưng mà tôi thấy anh ấy giờ phút này anh từ chức lại cũng là tổng bạn. Thì anh là những người sáng lập viên, anh dính dáng cái Chùa Bát Nhã từ cái lúc đầu cho tới bây giờ mà nó nói bấy như thế này mà ông bảo tôi xin từ chức lý do sức khỏe mà không có một cái giải pháp nào cả. Nếu anh từ chức nhưng mà anh có một cái giải pháp cho Chùa Bát Nhã, miệng ấy nói là phải có một cái đại hội cộng đồng hay là Phật tử đông đúng không? Phật tử, nhưng mà không tổ chức thì lâu ở đâu ra cái đại hội cổ đông đó, mà chính anh là cái người lập ra cái hội này, anh là đề rõ là hội có hội viên mà mỗi hội viên mới đóng 25 đồng thì bây giờ đó là nó nát bấy ra thì bây giờ mình chữa cách là làm lại từ đầu thôi đúng không? Bây giờ nó không còn cái gì nữa, không ai có đủ tư cách nữa hết á. Ông Thầy Nguyên Trí làm vậy, tất cả nó phát xuất từ cái lúc ông Thầy Nguyên Trí nó làm vậy cho đến khi nó xảy ra cái vụ kiện, rồi khi nó xảy ra cái vụ kiện thì nó tìm cách là tẩu tán tài sản để không trả cái gọi là cái trách nhiệm dân sự. Vâng, mà tòa đó là phán quyết cho hai cái cô thiếu nữ mà bị gọi là sách nhiễu tình dục đó, hay là trai mới lấy cây sâm hồi đó mà Thầy Nguyên Trí là nó nghề, tôi rất là tiếc. Ông ấy là nại cơ, ông bị bệnh rồi ông trốn, những cái chuyện đó làm sao giải quyết được? Anh không thể trốn được, anh không thể chạy trời không khỏi nắng được. Thế cho nên là đứng ra đó là phải can đảm mà giải quyết, phải chấp nhận, chấp nhận cái trách nhiệm và phải đừng để cho giáo hội lên tiếng, chứ không thể nào mà trốn như thế này được. Để làm ba cái chuyện. Thế như ông Hình Đăng Lê nói là do sức khỏe không cho phép thì ông thấy như thế nào? Cái đó là cái lý do thôi, tại vì ông vẫn nói ông muốn làm mà, nhưng mà bởi vì nó quá khó, bây giờ nó ở cái thế là anh ta cũng không phải là người có quyền quyền. Cô Huệ Chiếu cô là cái gì mà cô dám đổi nói? Tôi nói thiệt, nếu là người hiểu biết hả, cái người phải đi ra khỏi cái Chùa Bát Nhã là cô Huệ Chiếu, thì cô đâu có tư cách gì đâu mà cô đuổi ai, đúng không? Chủ trì không phải là chủ trì, mà chủ nhân cái đó không phải là chủ nhân cái đó mà dám đuổi ông Tỉnh ra đây ra. Thế thì cô ta là cái gì? Cô ta là cái người ăn nói nó gọi là ngược lại. Cô ta có đầu óc không? Và cô ta có thể nói một cái người đóng góp bao nhiêu như thế? Tôi không binh ông Tỉnh lên, ông Tỉnh có những cái sai, nhưng mà mình không có thể đi gọi là quá chớn mình lạm quyền mình được. Cấp không cho đi đến là cái quái gì? Ông cô có cái quyền gì? Đúng không? Hòa thượng Thích Minh Chí cũng thế. Khi thì bảo ông này làm, rồi khi bảo đừng làm nữa, vì cháu cô ấy không có gì sai, cháu của ông không có gì sai cả. Sai đúng là luật pháp đang có. Ông Nguyên Trí ông không có tư cách gì ông bảo là cháu của ông sai hay là đúng hết á. Rồi nếu mà cái khách quan nhưng mà nói như vậy, chứ còn đúng ra thì ông phải biết cô ấy sai. Dạ. Tại vì cô là được đề cử làm chủ tịch của cái hội đồng điều hành, cô không có quyền làm cái giấy nó gọi là cái granite để đổi tên của cái làm sở hữu chủ đó của cái Chùa Bát Nhã mà sang cho cô ấy. Đấy là một cái chắc đầu tiên là cô đã sai rồi. Yeah. Sai một cái rất là trầm trọng, mà có thể nói là đấy là một cái mưu đồ để mà sang đoạt cái tài sản của Chùa Bát Nhã, rồi lại làm một cái kế tiếp nữa, từ một cái người CEO để sang cho chính cô ấy là một cá nhân. Vì chỉ có cái đó cô mới có thể đem đi cầm cố. Cái chỗ này là cái chỗ là nếu nói là ông Bình Tư Lê không biết thì tôi không thể đem được.
Ông ấy là một người sáng lập, là một người được Hòa Thượng Nguyễn Chí ủy quyền cho để mà trông qua cái chùa đấy. Hoạt động của cái chùa nó thì ông Thế Lê không thể biết được. Chỉ có cái là mấy người đó là cứ làm bừa đi và mọi người thì không dám phản đối, không dám nói. Chứ ông Nguyễn Thế Lê là phải lên tiếng ngay khi mà cô phải chiếu làm cái chuyện đó mà ngăn cản không cho cô ấy làm. Bởi cô làm sai. Đấy là cái ý đồ đầu tiên để mà sang đoạt. Giờ thì dùng cái đó để mà moi tiền. Người ta gọi cái đó gọi là rút ruột. Thấy không? Tài sản là cái chùa. Nếu là tài sản cái chùa này là của mọi người cũng không đúng. Tại vì người ta đóng góp ở đấy, nhưng mà đâu phải đóng góp để làm cái chùa đâu. Đóng góp về công đức, về nọ, về kia. Nhưng những người điều hành cái chùa đó làm sai. Những người điều hành cái chùa đó làm sai là ai? Là ông Nguyễn Chí, là ông Tấn Lê, là cô Huệ Chiếu và những người khác trong cái nó gọi là cái bộ mà nó gọi là gì đó, tham mưu của họ làm được với nhau. Và họ cứ làm thôi. Còn quyền hành ấy thì là những người khác họ đâu có quan hoài. Nhưng mà thực sự ở đây ấy, cái quyền hành thực sự là người ta quan hoài đó là thứ nhất là ông Thích Nguyên Chí là người chủ trì chính thức từ cái lúc mà khởi sự với Thủy Văn Nhã ở đường số West á. Cái đường West, West, vâng. Sau đó mới đến đường Sư Văn. Và ông Nguyễn Tấn Lê là cái người đã giúp ông Thượng Khả Thích Nguyên Chí này từ đó mà có thể là trên con đường đạo pháp và đồng thời trên con đường gọi là phục vụ cho đạo Phật đó. À, cái giáo hội giáo dân nhất là mà thăng tiến. Ông Huy Tân Lê cũng là một trong những tổng vụ trưởng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Ông có bằng tiến sĩ mà. Yeah. Ông bằng tiến sĩ về gì cơ biết không? Về public administration và tiến sĩ về hành chánh, ông phải thừa biết những cái luật lệ hơn đại hết. Cái bản bài lo mà ông là cái người lập ra mà ông không giúp ông Nguyên Chí thực hiện, member đóng 25 năm mà không bao giờ có cái danh sách đấy. Rồi đến lúc mà cái kia cao đó, cô kia đó, có làm thủ quỹ chăng nữa, ông vẫn có quyền coi. Bây giờ không biết cái gì cả. Thế là sao lại biết là bây giờ cô ấy là ký những cái check mà không có tiền bảo chứng. Thấy không? Cái điều đó nó chỉ lòi ra là cái chỗ mà nó là dấu diếm của mình. Không có thực sự là nhìn thẳng vấn đề thực sự mà để giải quyết nó. Mà trốn né. Mà đến bây giờ ông bảo tôi xin từ chức như sức khỏe. Ai chả nói được. Tôi cũng thể nói được. Bởi vì cái lý do sức khỏe là cái do là phần lớn nhiều người ta sẽ dùng cái đó để mà trốn cái trách nhiệm. Đó. Bây giờ ông nói không làm gì nữa cả. Thế thì ông bỏ cái chùa đó là cho chó nó nhai à? Thấy không? Không thể chấp nhận được. Mặc dù ông cho là bạn tôi, nhưng không ta sai. Tôi vẫn cứ nói thẳng thắn như vậy. Anh không thể trốn được. Ông Nguyên Chú Ý cũng không trốn được. Và cô Huệ trước cũng trốn được. Chính mấy người đó bây giờ phải sám hối. Phải sám hối và xin tôi xin lỗi mọi Phật tử, mọi đồng bào. Tôi xin giao cái quyền lại cho hội đồng và các cổ đông đó. Có như là một cái hình là để người ta sẽ chọn lựa ra. Chính các ông phải lên tiếng là chúng tôi đã làm sai. Chúng tôi đã không thi hành đúng cái bài học. Chúng tôi đã không tôn trọng luật pháp của Hoa Kỳ. Chúng tôi đã làm vậy, chúng tôi xin nhận lỗi. Và chúng tôi xin mọi người trả lỗi. Và để chuộc lại, tôi xin mọi người. Tôi xin trao lại tất cả cái quyền quản trị của cái chùa này về mọi phương diện cho hội đồng cổ đông. Và xin thực hiện đúng cái bài lo đó. Ông người ta lấy ông PCD nhé. Để như thế này, để anh tránh. Mà ông làm cho cái ba lo, ông là cái người vừa làm cái ba lo cho Nguyên Chí, cho Nguyên Chí làm sao làm được. Mà cô ấy chưa biết cái gì về cái đó mà làm. Anh nói ra đó thì nó đâu nó đau lòng.
thẳng bực đầu sẽ đau bên hồng gỗ, nhưng mà anh né anh không chịu làm. Bây giờ anh bảo đau bình quá không được chứ, anh không có thể thiếu cái trách nhiệm tinh thần của anh được. Anh có từ chức, anh vẫn phải nhớ là anh vẫn có cái trách nhiệm tinh thần, bởi vì anh đã gây dựng lên một cái cơ sở tôn giáo lớn như vậy, to gần như là nhất nhì hải ngoại này. Bây giờ nó hát bấy như vậy, nhưng mà thưa tôi xin nghỉ, tôi không còn dính cái gì nữa, bởi vì tôi đau yếu. Thế thì còn bao nhiêu cái chuyện quá khứ của anh xóa hết à? Anh không có thể xóa hết được những cái trách nhiệm đó, nhất là về tinh thần. Tại vì anh là cái người dựng nó ra, và bây giờ anh để cho nó nát bấy như vậy, nó thối quắc như vậy, thấy không? Tôi rất buồn vì ngoài tòa đồng chí không có đủ sáng suốt để mà nhận ra cái sai lầm của mình, để mà sửa chữa, để chính giúp cho ông ấy là không có bị mang những cái tiếng quát lệ, đúng không? Bây giờ ông không nhận những cái chuyện đó rồi ông lại lung tung sờ beng, ông ấy lúc thì ông giao quyền, ông làm sao hoàn toàn nhé? Nếu như diện đúng á, ông là trụ trì, ông phải thành lập ra hội đồng quản trị, ông phải lập ra hội đồng điều hành. Ông không biết làm thì ông hỏi Lê, ê, chú phải làm cho nó đúng, và cháu phải làm cho nó đúng. Thầy là lớn tuổi rồi, thầy không biết, thầy lỡ lại làm sai, nhưng bây giờ các chú phải làm đúng để mà cứu vãn cái danh dự cho giáo hội chứ, để mà cứu vãn cho cái chùa chứ. Bây giờ không làm gì hết để trốn, bây giờ nói phải có cái đại hội đồng mà cũng chẳng làm cái đại hội đồng luôn. Tôi rất tiếc là cũng có những người khác cũng dính vô, nhưng mà rồi cũng không dám can đảm nói thẳng ấy, là cái ông Bùi Phát thì ông nói tôi chỉ ở ngoài cuộc thôi, thế anh dính vô để làm cái gì? Anh phải có cái thì em muốn giữ cái chùa lại cho Phật tử, đúng không? Thế anh phải nghĩ một cái tích cực hơn, một cách nó là có một cái tinh thần mà cũng phải vừa là nói và vừa làm. Chứ nói không đâu bây giờ ai làm? Có hỏi bây giờ cái hội đồng làm hội đồng của đâu ai làm, đúng không? Ai cũng nói được hết đấy, nhưng mà không ai làm cả thì cái chùa Quán Nhã nó bấy, thấy không? Anh có thấy tiếc không? Những cơ sở như thế mà bây giờ thì nó bấy, nhưng có những người đó phơ, người ta xếp tay, ví dụ như cái này kia, mà tại sao mình không vận động để cho người ta làm? Tại sao mình không tìm ra cái giải pháp? Tại sao mình COVID lên rất có khả năng, bao nhiêu là nhóm có khả năng nữa, mà tại sao mà không nhảy vô để mà giải quyết tích cực? Thì đừng có nói không thì xin lỗi, nói để làm gì? Nói xong rồi ai làm cho tôi không làm, thấy không? Rõ ràng nhìn con tất cả những người đó tôi thấy cũng đồng chi cũng có cái thiện chí thật, nhưng mà cô không thể đòi hỏi nhiều của đồng chi được. Có những người khác là phải đứng ra làm chuyện này, và trong nó là chính Huỳnh Viết Lê đấy, không cần nó làm nhiều, nó chỉ cần hỗ trợ cho tôi đồng ý phải tổ chức một cái đầu, bây giờ phải làm lại từ đầu hết rồi, nó nát bấy rồi phải làm lại, cứ làm mình phải xây dựng chùa Văn Nhã trên đúng cho tà, đúng không? Bây giờ nó cháy, nó toàn là cho tàn không, bây giờ nó không có hội đồng quản trị, bây giờ phải lập ra hội đồng quản trị, nó không có cái danh sách, cái membership, bây giờ phải tạo ra. Mình phải có những người đứng lên tiếng để cho người ai người ta muốn có tiếng nói, người ta có quyền làm đúng theo luật lệ, để cho đấy người ta sẽ ghi tên để trở thành một member và người ta sẽ đóng hàm làm để nó có đúng, để nó có đúng cái danh nghĩa mà để nó làm việc đấy. Thì tôi nghĩ từ Quán Nhã đâu có phải là không có cách giải quyết đâu. Có cách giải quyết chỉ có không có người đứng ra để mà giải quyết thôi, hay phải có cái đầu óc, mình phải có cái tư tưởng, mình phải có cái đường lối giải quyết,
là phải can đảm mà đi vô, phải bỏ công sức ra một xíu. Chứ không thể chỉ học anh nói ngoài như thế này, chả bao giờ hết á. Mà thường chân thành, làm sao ông làm được. Ông lớn tuổi rồi, những người mà tương đối là trẻ đây là người Bùi Phát mà. Hay là thực ra lên thì nó cũng không biết là già lắm nên nó hỏi tôi bảo tôi nhưng mà cũng không chịu làm nên nó trốn sao tôi thấy là vô tình không có được anh có trốn cái gì anh đến nhận cái thần nó còn anh không can đảm đứng ra làm thì tôi rất là làm tiếc cho anh cũng như là tiếc cho cả nhà thờ Bán Chí còn cứ làm chiếu mà cô cứ ngang ngược như vậy thì thật sự đó cô ấy xứng không xứng đáng để mà cho cô ấy một chỗ đứng đấy. Ông mới dùng từ cái ngang ngược đó thì ông cho rằng ông bà Huệ Chiếu làm như vậy thì có phải có sự tiếp tay của ai không hay là bao che không? Không thành phần tiếp tay của ai cũng không thể nhưng mà chính cô ấy cấm mình ra lên người đến đó là bậy. Ai tiếp tế cái tay đó người đó là người đó bậy rồi. Chính cô này cô không biết nghĩ là cô là bậy rồi. Ông Huệ Chiếu cũng thế nữa. Người ta có thể xúi ông làm những chuyện sai nhưng mà ông phải là cái người phải có suy nghĩ chứ ông là bà thượng rồi chứ đâu phải con nít đâu phải biết rằng cái gì đúng cái gì sai chứ không mà cô Huệ Chiếu này cũng đi tu mấy chục năm rồi chẳng lẽ không có trình độ nào hết à tại sao mà biết làm giấy làm tờ để mà rồi thì đi cầm cố để rồi để cho cái chùa mà người ta bán mất. Không thể nói rằng là tôi không có trình độ. Vâng, chùa Bát Nhã thì hồi trước đến giờ không có vấn đề gì hết. Khi mà xuất hiện sư cô Huệ Chiếu cũng như là liên quan đến cái vấn đề kiện tụng của hai cái cô nữ đó đối với ông thầy Nguyên Trí thì ông có cho rằng nó có sự liên quan hay không và tại sao nó trùng hợp như thế ạ? Không liên quan chứ. Tại vì cái chùa Bát Nhã không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi xảy ra cái vụ kiện. Mấy năm rồi đấy nói. Không thể không liên quan được, chỉ có cái là người ta sẽ nhìn vấn đề như thế nào, người ta giải quyết ra làm sao mà không có khéo léo, không có theo một cái gọi là cái logic hợp lý, không? Cho nên nó đi vào cái chỗ sai, đi sai thì nó thành như là bậy, nó bậy thì nó là hỏng, có thế thôi. Chuyện đây là chẳng có gì là nó gọi là lạ mà chuyện đó. Chùa Bát Nhã là một trong những cái chùa đáng nhẽ là phải học cái kinh nghiệm của cái chùa Hòa Quang. Chùa Quang bây giờ cũng hệt như vậy đó. Mà nó đỡ tệ hơn. Nó có cái hội đồng quản trị mà nó cũng làm đúng đâu. Thành ra là nó vẫn không ra cái gì cả. Cái hội đồng quản trị đó là chỉ quản trị cái chùa thì chưa bao giờ là điều hành thôi. Còn về Phật sự là hội đồng quản trị không có nên dính vô. Đó, không bầu cử không gì hết thế rồi thì là tự tung tự tác mời người này mời người kia làm thì những người ta đóng góp đó người ta cảm thấy buồn à. Theo ông thì giải pháp thì bây giờ là tốt nhất là như thế nào ạ? Thì cũng chùa Quang cũng chả cái khả năng cái chùa này cũng phải có một cái hội đồng nội quy nếu mà không có membership thì bây giờ phải mặc dù không được membership nhưng mà vẫn phải có thể ghi rõ là có cái bầu cử hội đồng quản trị thì và phải bầu cho đàng hoàng để bầu những cái người mà có khả năng đưa vào người ta nắm cái việc quản trị và việc điều hành nhé. Điều hành tức là có cái ban điều hành và cái đó họ sẽ lo những cái việc là hành chính, những cái việc mà điều hành cái chùa, còn những phật sự thì để cho vị trụ trì. Thì vị trụ trì đó thì bây giờ cũng phải mời bao nhiêu người đó đến rồi để cho người ta ai là cái người đủ khả năng nhất thì mình bầu cho họ làm hay là giống như mình đi tuyển lựa nhân viên vậy thôi đó, để cho họ làm cái vai trò chủ trì cho đúng cái gọi là cái tôn giáo và đúng cái nhiệm vụ đó để cho Phật tử người ta nhìn có người ta quý trọng và người ta nâng lên cái chùa. Ông Quảng Thanh cũng làm sai nhiều lắm nhưng mà chúng tôi có nói ông Quảng Thanh cần chúng tôi là cũng xa lạ với ông Quảng Thanh nói thẳng như vậy bởi vì chúng tôi đến chùa rất là nhiều lần chúng tôi gần như là thân hữu của ông nhưng mà tôi thấy ông tự tung tự tác một mình ông làm hết
mấy đứa mà trong hội đồng quản trị bây giờ đó là cái cầu Bạch Lộc đó, cái cô mà Bạch Christine gì đó đó à, hồi xưa là con cháu nó là để ông muốn xài, ông muốn làm gì ông làm, nó đâu có đụng tới đâu, mà chỉ xảy ra khi cái chùa đó là ông chết. Thì vấn đề của chung các chùa đây thì là có hai thứ, vấn đề sở hữu chủ và vấn đề điều hành chuyện của chùa. Sở hữu chủ mà không khéo phân minh ra đó, thì nó sẽ lấn lướt đến chuyện kia mà đi tới cho là nếu mà vẫn có thể có sở hữu chủ người khác nhưng mà chùa vẫn tốt, tại vì phải có cái hợp đồng điều hành đó. Mà cái chuyện này không phải xảy ra ở đây đâu, xảy ra khắp nước Mỹ nhá. Chúng ta biết nhiều chùa khác nó bị rơi tình trạng hết, bởi vì cái vấn đề là nhập nhằng giữa cái sở hữu chủ là ông sư chủ trì đó với lại cái hội đồng điều hành. Vì thường thường ông còn sống thì không ai thắc mắc gì hết á, và không có bầu ra cái đó. Nhưng mà khi bầu ra cái đó thì bắt đầu có cái chuyện tranh chấp. Thì ông sư chủ trì ông vẫn có toàn quyền, hội đồng quản trị chẳng qua chỉ là cái công cụ của ông thôi, chứ không phải là cái gọi là gì, một cái bộ phận để giúp ông. Ngược lại ông dùng đó như là cái công cụ để ông nắm cái chùa. Bất cứ những cái chùa nào lớn thì đừng rơi vào đó. Tệ ở cái chỗ đó vì họ không biết người luật lệ, và họ lại có thích công cái quy hướng là quyền này. Đi tu vậy rồi nhưng mà cũng còn ham quyền lắm anh ạ. Vâng, thì hồi nãy ông Quỳnh Tấn Lê nói là sẽ họp cái hội đồng đó để mà bầu ra những cái người Phật tử để mà đeo đuổi vụ kiện hay là tiếp tục vận hành. Nhưng mà bây giờ ai triệu tập thì cũng không ai nói, và khi nào mới triệu tập, ngày nào, giờ nào cũng không thấy nói luôn. Không nhất thiết phải là ai triệu tập. Bây giờ những cái người mà trong cộng đồng đã nghĩ rằng cộng với một số những cái nhân sự okay, ở trong chùa. Bây giờ nếu mà những người này mà còn dám can đảm mà đứng ra mà nói mà làm được thì đó cũng là cái điều tốt cho họ. Chính ông Nguyên Trí, chính sư cô Huệ Chiếu, chính Huỳnh Tấn Lê phải cùng ngồi lại ký với nhau một cái giấy triệu tập một cái đại hội gọi là đại hội cổ đông. Nhớ nhớ nhá, cái đó là những người đó là họ còn dính với cái chùa mà. Thì bây giờ họ muốn, họ muốn phục thiện, muốn làm tốt cho họ phải triệu tập. Rồi tại đó người ta sẽ bầu ra cái chủ tọa đoàn, tại đó người ta sẽ bầu ra và người ta sẽ bàn thảo bây giờ giải pháp như thế nào đó. Nếu mà kỹ lưỡng hơn thì mình mời những người nào người ta có hiểu biết đó, người ta có cái gọi là cái tâm nguyện giúp giải quyết đó, rồi để chuẩn bị cho cái đại hội. Tại vì cái đại hội đó chỉ là cái hình thức để giải quyết thôi, tức là phải có cái giải pháp trước khi có cái đại hội. Đại hội chỉ là cái cơ hội để mà thực hiện cái đó thôi, tức là mình có những người mình sẽ bầu ra trở thành như là hội đồng quản trị, và để thực hiện cái điều đó đúng thì tất cả những ai là member bây giờ phải xác nhận lại mình là member. Tại lúc bây giờ đâu có ai là member đâu, đúng không? Bây giờ họ đến đây họp và họ muốn nhận họ là member của membership của cái hội gì đó của chùa Bát Nhã, thì họ sẽ lập tức họ nộp cái đơn xin gia nhập và họ đóng tiền liền để cho cái hội đồng quản trị đó đó tại cái đại hội đó được người ta bầu ra và người ta sẽ điều hành cái chùa đó. Đấy về vấn đề hoàn thiện điều hành thôi. Còn trụ trì thì đã là xong. Người duyên giao là gì, là sẽ không có cái kiểu một cha truyền con nối. Thế ông Nguyên Trí ông đi ông kể cho cháu ông là không được. Không nên thì đúng là. Nhưng mà nếu có được thì được người ta bầu ra thì không sao cả. Ví dụ như ông Nguyên Trí ông ấy trong số hàng mấy chục tăng ni mà tuyển lựa ra để làm trụ trì cái chùa đó, để lo cái việc cúng kiến các thứ về Phật sự, thì đó là tốt vô cùng mà phải làm như thế chứ còn không có cái kiểu mà cha truyền con nói.
Vâng, rất là cảm ơn ông chia sẻ ngày hôm nay và chúc ông sức khỏe. Dạ, cảm ơn anh. Vâng. Chào ông. Tôi thì cũng là tình cờ thôi. Vâng, dạ. Đây, xung quanh là ngôi chùa nha quý vị. Trong phòng thì hiện giờ vẫn còn có những Phật tử tiếp tục lưu lại. Dạ, cái tờ này rất là hay. Mình tìm cái tờ này ngay từ lúc đầu. Anh là người tìm cái tờ này ngay từ lúc đầu. Anh nói là anh nói Pháp. Don't worry, chùa sẽ lấy lại một cách danh dự. Chùa sẽ có cơ hội lấy lại một cách danh dự. Nếu mà đi đúng hướng, đúng đường. Mà cái tờ này 100% là sai rồi. Không còn 99.9 nha. 100% là sai hoàn toàn luôn. Lời cái cuối cùng anh vui lòng giới thiệu đầy đủ tên của anh và cái việc công việc anh làm để làm sao biết được anh có thể nắm vững cái này ạ? Anh là làm cái nghề này 38 năm rồi. Anh làm một cái broker, registered broker. Hồi xưa anh cũng học công việc bên engineer. Anh ta làm cái nghề quá lâu rồi, kinh nghiệm nhiều quá. Và anh làm project management đó. Tên? Dạ, anh là Trần Văn Chi. Vậy cái văn phòng anh ở đâu thưa anh Chi? Anh là Lee Trons. Vâng, anh là any question, anything to ask in real estate and financing, any title defect, bất mình xin nói nha, bất cứ câu hỏi gì, không cần phải tìm bất cứ nơi nào hết. Theo anh thì người mua trong cái vụ này có lỗi gì không? Người mua là ai? Người mà họ mua, họ đã hỏi rồi hả? Họ không phải là người mua, họ người thắng trong cái cuộc đấu giá. Vâng, thì thắng đấy, ừ. Cái nợ nha, nhớ nha. Thí dụ cái nhà đó có 3 nợ, right? Cái nợ thứ 3 không trả tiền á, mình ra mình mua cái nợ thứ 3 á, là mình mua nợ thứ 3 mình thắng, mình không được làm chủ cái nhà, mình phải ôm hai cái nợ nhất và nợ nhì. Nhớ không? Ai mà mua cái nợ nhì mà thắng á, phải ôm cái nợ nhất. Ai mà mua nợ nhất á, là người đó thắng á, là tự động người đó trở thành người chủ cái property mà họ mới đấu giá. Thành ra họ không phải là đi mua bán ngoài ra công chúng để mua bán, đây là mua trên cái nợ bị bán đấu giá. Đó, nhớ của đó hoàn toàn khác tất cả. Ai nói gì khác thì hoàn toàn là lúc. Còn cái bảo vệ chiếu đó mang nó đi bán qua cho cái tên để có đó là tự bảo bán lấy cho ông này hết. Thành ra hoàn toàn bất hợp pháp nha, nên nhớ đó, bất hợp pháp. Cái này nè, thường thường á, cái người bán á, là cái người phải đi notary public người bán. Thì bà này bá mới bà hội chiếu đó là người đứng tên là chủ của cái bát nhã mình đi tiếp xem mà bán qua cho chính bà. Trước đó là phải là ai transfer cho bà. Bà mới có quyền transfer. Đúng, đúng, đúng. Vấn đề là chỗ ai transfer cho bà cái tiền để mà không thấy được. Vấn đề là không thấy. Anh thấy đó là góc cho bà nào ấy, bro. Transfer cho. Chính thầy Nguyên Chí đã chuyển qua cho bà cái quyền đó. Bà mới hợp pháp để mà bà đi transfer qua chính bà lại. Anh đã tới tụi lender đấy, nó không theo cái guideline của lending. Nó là private lender, nó gọi là cho vay chất bổ, phải không? Hard money lender, hard money lender. Thì những người đó, nó không care. Nhưng mà có cái điều đó, bà này phải chứng minh làm sao bà trả được số tiền lần bà có đó, tụi nó nghe được đó. Thì tụi nó mới bình yên nó cho bà vay. Mà phải biết là chùa này là chùa non-profit. Mà cái tiền mà đi khai chính thức đó, là cả triệu đô la. Dạ, chính đúng rồi, gần nhớ nè. Cái đó là tự mình đi khai chính thức. Em thấy một cái giấy tờ ra. Còn á, chuyện khác thì đúng rồi, em thấy trong giấy tờ khai thuế của bà vệ chiếu đúng tên. Em đã tính ra 1 triệu đô la chi 12 tháng được bao nhiêu? Cả 9 mấy ngàn đô la. Thì làm sao không trả được cái tiền nhà, cái này nữa. Dạ, thành ra cái chủ lender đó nó nhìn thấy cái đó, nó cho bà này mượn ngay khác. Dễ dàng. Nhưng có cái lạ trong cái đó là tại sao không trả tiền nhà. Ngay từ tháng đầu tiên liên tiếp luôn cho đến ngày công giá. Đây anh coi hết tất cả giấy tờ paper trail, I see everything. Anh nốt ra từng ngày tháng một, không trả tháng nào tháng nào luôn. Anh got everything. Hiện tại mình không muốn ra nói chứ.
để về sau này có nhiều cái điều phiền toái mình không hiểu đó, không biết mình là ai. Vâng. Nhưng mà xin lỗi, anh nói là any question, anything you ask, bất cứ cái gì về đó của mình, you're just an fantasy. Tại anh tìm ra toàn nhiều, anh cũng nhiều người đó. Bad guy thôi, thế mình không có đủ tất cả. Thành ra, lấy nhà, lấy cửa, lấy cái này đó. Everything I can tell by step by step. Muốn hỏi anh hiện nay cái số tiền mà cửa chủ mới trả cho chùa cho bà Bạch Chiếu đó, cái số tiền đó mình biết được đâu không? Mình biết đi ngược lại cũng có tiền đó, mình đi ngược lại mình biết. Tiếng sau, làm tiếng sau sau nhớ nha, luật sư sẽ bảo ra nó sue to escrow company. Bắt to escrow company nó phải release tất cả những cái transaction trong đó. Từ cái check cuối cùng, cash do ai? Khi mà đóng escrow cho vay được một trường hợp đó thì tụi lender nó sẽ wire tiền, tại vì nó không thể nào nó đưa cái personal check escrow của vậy đó, nó không đưa cái check của nó, nó hôn lâu lắm, nó mới wire qua ai đó. Thì bà Huệ Chiếu có quyền assign một người nào đó đứng ra lãnh số tiền lại cho bà. Mà cái này có phải là trustee sale không anh? Nó là trustee sale. Vâng. Nhưng mà nó vẫn có escrow hả? Không bao giờ có escrow, không bao giờ có title. Tất cả những người mua trustee sale á là họ take cái risk. Đó, cái risk. Nếu mà bị thắt nghiêm, bị lawsuit mà họ không tìm ra đó, họ đi mua đó, họ phải ôm tất cả những người đó sau khi họ đấu giá, họ khi họ thắng cái đấu giá đó. Thành ra họ phải đi làm homework, họ phải đi phải tìm ra là cái nhà này, cái nhà nó có những cái gì, cái nghiêm, cái problem đó không. Rồi bây giờ ví dụ như trong cái ngày 16 tháng 4 tới đây là ngày ra tòa, mà theo như mình tỉnh Lê nói rằng là muốn có một phiên tòa để quản lại cái việc trục xuất ra sau khi 90 ngày đó, thì nếu như mà trong trường hợp mà ông tòa cũng thấy rằng cái tờ này hợp pháp cả, thì khi đó là phía bên mua họ hoàn toàn có quyền ở trên miếng đất của chùa hiện tại bây giờ, có đúng không? Không, không chọn. Ngày 16 tháng 4 này đó, bên đây á, luật sư sẽ show cho tòa. Khi mà ra tòa đó, sơ tòa cái này là fraudulent transfer, nhớ nha. Phải nói file cái lawsuit là fraudulent transfer. Show cái document này, tất cả xin tòa có cái case ra tòa đó, đưa tòa coi cái lawsuit là tòa sẽ stop cái thứ khác, postpone lại một phiên xử khác, một cái nào đó, để tòa bắt mình phải bổ túc những document để chứng minh là tòa xin hoãn một cách vô thời hạn, hoặc là bắt đầu đình chỉ cái eviction procedure. Đó là cái quan trọng vô cùng mà những người trong member của chủ bán nhà này phải làm đó mới stop được. Vẫn còn cơ hội. Vẫn còn cơ hội chắc chắn là, chắc chắn là theo anh á, anh nói với anh Phát rồi, không thắng từ như thầy. Không thắng từ như thầy. Tức là mình dùng cái này, ê, chủ quyền nó bảo anh này fraud, gian lận. Làm sao mà cái này là của tao, là của chùa. Tao chưa có chơi với ai hết. Cái này là document này là không có hiểu được, vô, nó là bất hợp pháp. Nhưng có một cái điểm đó là, trong cái bài lo của chùa đó, em nhớ trong article số 3 thì ghi rằng là mỗi quyền quyết định đó thì bởi người trụ trì á, không biết anh thấy là đó không? Cái non-profit đó, nó không bao giờ nó assign một người nào hết, chủ trì đó là ai, phải là CEO hay là ai đó. Chứ còn cái người chủ trì, cái người mà running cái đó không có quyền hành gì hết thì làm sao mà transfer được. Nhưng mà người ta nói là mỗi cái bài lo, mỗi cái đơn vị tôn giáo nó khác nhau. Thường cái bài lo nó có những cái common luật của đại chung hết. Còn cái operation riêng á, operation riêng á là cái đó là quyền của mình, nội bộ thì là khác nhau. Nhưng mà cái standard bài lo đó, nó lúc nào cũng giống nhau. Thôi bây giờ có lẽ là chùa người ta chuẩn bị ra đó, cho nên là thành ra thôi em. Xin thôi hỏi anh. Anh chị. Số là 310-628 7499 310-628-7499 Anh Phát kêu anh lên đài và anh nói thôi, cái tạm thời đi. Tại anh là 28 năm, 38 năm. Anh
dạy cho ta anh dạy cho người ta được cái này. Anh chi chi c cô chi cô chi cô chi số này tám này đúng không chứ? Không thôi căn cứ anh hồi xưa là chủ tịch của hội sinh viên thành lập của hội sinh viên á. Anh là người làm hội chơi tết sinh viên đó là anh là đầu tiên. Vâng, có lẽ là bây giờ chùa người ta chuẩn bị đóng cửa rồi, đóng cái phòng này cho nên thành ra chúng ta phải đi ra bên ngoài nha quý vị. Vâng. Đúng, ra đây. Đây mình đứng mình nói. Có lại không? Không, em tắt lại, nãy giờ hết pin. Vâng, thì ngày hôm nay thì chúng tôi đến thăm chùa để mà dự họp báo. Và các bạn cũng đã thấy rồi một số những cái thông tin. Có những cái thông tin mà gần như cũng không có thông tin. Bởi vì cứ lòng vòng. Và cuối cùng thì cái giải pháp mà đưa ra như thế nào cũng chưa thấy nói. Có thể nói rằng chùa Bát Nhã vẫn còn lên đên, vẫn còn rất là bấp bênh. Và Phật tử vẫn vô cùng lo lắng. Và đó là một cái hệ trạng ở tại cái khu vực này, cái vùng Lý Đô Sài Gòn và cái ngôi chùa Bát Nhã, một cái ngôi chùa quản lý theo cái kiểu Mỹ. Do đó thì nó rất là rắc rối và chúng ta sẽ trở lại vấn đề này nữa trong những cái chương trình tới. Hôm nay thì cái buổi live stream của chúng tôi đến đây là tạm dừng. Xin chúc quý vị một ngày thật là an lành, thật là vui tươi.